Một cái nhà có gà cô nó đẻ vậy ngoài đóng đóng lá dừa nè. Cả nhà theo cô ra lượm ổ trứng để bữa nó thú quá. Nãy giờ cô cho nó ăn rồi cô gình coi nó đi ấp ở đâu rồi, nhà nó lủi vô cái rộng này. Cái cô chụp mà nó bay ra, giờ cô ra lượm trứng. Này mẹ gặp mưa chắc hôm qua này nó húi không mẹ? Mới mưa không sao. Ít bữa nó thúi. Ghê thiệt chứ. Nay đẻ nhiều nhiều à. Ba. Các bạn thấy nó làm ổ không? Lăn lình luôn. Bạn thấy không, nhiều trứng này. Nếu mà không biết là ít bữa nó thú quách. 8 trứng. Con này là nó đẻ bậy á hả mẹ? Đẻ bậy không? Này gà rừng quá. Không đẻ trong nhà. Và mẹ mình cũng đã luộc xong mấy cái trứng rồi nè. Mình chuẩn bị một dĩa nước tương rồi, với lại hái thêm mấy trái ớt, rồi luộc thêm một mâm rau nữa là chuẩn bị ăn cơm sáng luôn cả nhà ơi. Vô tình có đồ ăn luôn. Chết cha, nó giữa rồi mọi người ơi. Thôi để chút xíu nữa mẹ mình vô ăn cơm rồi lột luôn nha. Nó giữa rồi. Để hang khô ha. Ấp mấy bữa nay mưa rồi. Giữa chứ để ngày nó thúi á. Mẹ không ra lộn nó có thúi rồi mẹ. Thúi chứ, bữa tại, thúi á. Tại trời mưa hả? Nhà sáng hôm nay á, cô nấu cơm. Cái con gà cô, con gà mái này nè, nó đẻ bậy dữ lắm. Sáng cô cho nó ăn cái cu rình đó. Cô kiếm trong nhà lót ổ hồng hoàng, nó không đẻ. Nó ra ngoài độn lá dừa, nó làm cái ổ, còn do á chống đẻ. Cho ăn xong cu rình. Cu rình nó chui vô đó. Cái cu ra, cô chụp nó. Nó tông cái tay cô, nó ra chết luôn rồi. Cái có ổ trứng á, mắc mưa rồi. Cô hốt vô luộc ăn cơm luôn. Giờ mời cả nhà ăn cơm với cô hột gà luộc, với rau luộc, với khô chiên nha. Hột gà giữa rồi. Thì mắc mưa. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mắc mưa. Trời mới... ơi, cái này nó vậy rồi sao nó ấp ta? Mới ấp mấy ngày thì nó ấp đại, nó đâu biết gì thì thúi thì thôi. Mưa nó trúng hột ướt thì thúi. Ăn ổ trứng xong rồi cô thử luôn. Bữa hai bữa cô thử luôn chứ nó ăn nó đi đẻ bậy không. Từ đó giờ chưa được ổ gà con nè. Cô thử luôn nghe ghê chà. Mừng có ghi ha gì ăn. Có cái mè bự mẹ. Nó chả rồi. Hay là ấp mới vừa lộn cái mưa ướt. Mới ấp mẹ. Mà ấp cũng mấy bữa nay à. Mẹ ăn thử đi. Ấp mấy bữa nay chứ không có lâu. Chữa. Chữa hả? Giữa rồi chiên thêm hành khô nữa ăn nha cả nhà. Nó muốn ướp mè đó. Trời bữa nay ui nè. Hôm qua mưa khủng khiếp luôn. Mưa mà gió lớn mà. Không có lắm mưa nào lớn nhưng mà chỉ lắm mưa đầu mùa.
mua này nè, hứng nước. Nó mua ốc mề nè, mày đều ốc mày mưa nè, ít bữa thúi chứ không có làm gì. Cây vô. Thì nước mề ốc chứ nó ít ngày nó ấp, ít ngày nó mà mưa không bước là nó mới có con, mới tượng con. Còn trứng này khô nè. Khô là nó muốn ung hả mẹ? Khô nó để sao? Như hộp kìa, như nó muốn giữa rồi nè. Vậy là ấp có thành công không? Không. Mưa rồi có thành công là thúi rồi. Tại vì nó ở ngoài mưa hả mẹ? Nghe động cũng mưa tạt mà. Vậy mà cái mưa ngàn qua chắc nó ở luôn chổng quá mà. Chổng chứ đâu. Chứ đi đâu. Chứ như là tàu hủ trứng vậy trời. Này, sáng ăn cơm đơn giản các bà. Chắc tính ăn khô chiên rồi. Ai ngờ được ổ trứng cũng hợp lý quá chứ. Cái gì đó ăn cái miệng bể. Có cơm gấp. Kỳ vậy mẹ. Luôn uống huyết áp vậy mẹ. Rồi. Bí nụ bầu luộc, đậu luộc ăn vậy có ăn. Khô chiên. Khô chiên. Ổ hột gà giữa. Giờ mưa gió mà nó đi tìm đi ra ơ gì hết á. Nó nhà có gì ăn đó. Nào ra vừa ăn ngon ha. Bí nổ chưa rụt. Nhưng mà nó không ngọt mà. Nắng nắng cỡ nào chứ chuyển mưa đen thui lùi kìa mẹ. Bảo không? Bỏ số 4 nữa các bạn. Gầu ghê ha. Ta dự định còn mấy cái bảo. Bảo thì tôi hết mà bảo chưa tới nữa mà. Quất cái ớt luôn. Quất cho cay cay. Ớt tương này cũng cay mà. Công nhận đó giờ con mới thấy con gà đẻ kỳ cục vậy. Trời ơi hoài vậy hồi xưa rồi. À, kêu chắc chui vô đống rơm quá. Muốn đẻ vậy thì nó đẻ. Đi kiếm chỗ kính rồi đã. Hai ngày mưa gió. Hôm nắng thì đỡ. Của cậu để mà độn hôm nắng nở dắt vô. Ê ơi, để đó rồi rắn rít được nó không ăn hả? Rồi nó giữ mổ. Chuột rồi đó. Nó ấp trong bụng nó nó khó nhận được. Hay giữ hơi sợ con không thấy không? Tâm một cái. Tâm một cái hả? Một cái súng tay tôi điến hồng ở dưới. Rồi với con miếng miếng nữa thôi. Tôi muốn tay đau. Làm muốn tay chi dảnh dảnh nên không biết. Làm vừa thôi đừng làm dài quá sợ lắm.
Thôi ra. Hai đợt rồi. Làm cắt nè, cắt sát luôn nè, không thấy cái móng tay ra luôn ha. Vậy là an toàn nhất. Bữa ha, chóc dừa nó bung móng lên một cái, trời ơi, nó té tái trong quần. Rồi tẩn tới giờ luôn. Không làm móng. Vô lì đòn hả? Giữa hết trơn. Trên mạng người ta có bán hột gà giữa này nè mẹ. Nó áp cái người ta rọi đèn. Rọi đèn cho giữa hết hả? Trứng nào cũng trống người ta lấy ra. Ủa sao trứng này kìa? Bị gì? Con ăn hết rồi, còn cái mẹ cũng ăn. Mẹ cũng ăn. Mày cứ ngắt con nó ăn. Để cho chút. Con giọt. Rồi. Trứng này đã thước sắp ôm. Không trống. Không trống sao không có lòng trắng với lòng đỏ không? Nè, không trống. Ăn ung có làm sao không? Mới đẻ sao chứ chưa ung. Không trống. Nó có lình bệnh bụng gì không? Coi tôi ăn cơm đơn giản vậy mà ngon dữ vậy. Ngon nha. Ngon. Quốc chớ cơ. Có đường hay gì? Thầy nói mặn quá. Pha vô miếng đường ăn cho nó ngon. Hột này không trống. Để bị gì mà? Cuối. Mới đẻ. Mới đẻ là cái ấp luôn. Mưa bị ra giường mũi muốn tha luôn vậy á. Còn muốn khô à. Ủa này ngon. Rau mặn. Không có mặn. Rồi ăn. Còn gì đó. Còn ngon, luộc cũng ngon. Rồi hả? Ngon quá à. Dạ có một ly cà phê uống là lên giường ngủ luôn. Nói chứ nay đi đào khoai mì. Để chờ mưa có thúi không ta? Nò dữ thằng à. Con ghẹ vô bụng con nó đạp. Đạp bụng con mày ơi. Ăn ấu tính tôi. Phạt mấy người. Thôi, ăn cơm gì mà đổ mồ hôi luôn mẹ. Câu nghĩ vậy rồi cũng cũng xong. Nước mắm nước tương cũng hết đời. Mà phải nước tương đúng mới ăn nha. Nước tương tỏi ớt Nam Dương con mèo đen mới ăn nha. Còn nước tương bình thường thì để kho đồ ăn rồi thường. Còn nước tương này thì nó có tỏi ớt sẵn rồi, nó kẹo ăn rất là ngon. Lúc nào tôi đi siêu thị hay đi chợ hay đi bách quá gì cũng mua một chai để dành ăn cơm. Cái này ăn cơm mà ngon bá cháy luôn. Đặc biệt là cơm mà gạo dĩu dĩu á. Mà chắc cũng 2-3 tô. 2-1 ký. Ờ, ý là bữa nay ăn gạo nở và con quất 2 chén đồng hồ. Không muốn ăn nữa, quay tại nước tương ngon mà thôi, ăn no. Ăn chén luôn. No, không ăn nữa. Cho ăn trái này. Ăn quá chút phở nổi, chào lên chào xuống.
Đó, đơn giản vậy thôi mà cũng ngon hả? Nhiều khi thấy nhiều món nó cầu kỳ nó ngon hơn, nhưng mà những món đơn giản nó còn ngon, cũng ngon như vậy. Nói chung là cảm thấy ngon là được. Giờ mới mua về sao cha mua nó giống tốt vậy? Vì vậy phải không? Không xui. Chị cũng thấy nó bự con đó. Hình nó có con chó à, về ăn nó bự. Bự rồi đẻ không nên thân thành. Gà đó là món gì mẹ? Gà có nước ưng chả, ăn bún. Nó già hả? Mấy lứa hả? Nhà có nuôi gà, nuôi cá cũng đỡ. Ừ, xong. Con kia nhỏ mà. Quá nè. Trời ơi, có con kia nhỏ mà mày cũng mang luôn mày. Giờ chắc hai mẹ con mình tạm dừng video đây quá cả nhà. Quá trời, buổi sáng tiên nó đơn giản, giản dị vậy mà mọi người thấy mẹ mình với mình ăn ngon miệng không? Nói chung là rất là ngon luôn. Bây giờ chắc là tạm dừng video, dọn dẹp rồi chuẩn bị ra giường. Chị thương các bạn rất nhiều, bye bye. Ủa gì lẹ vậy? Thôi bye bye.